Halloween cũng sắp tới rồi và ngày hôm nay tụi mình sẽ chơi một trò có tên là cờ bo game khổng lồ phiên bản Halloween. Bo game này sẽ có 4 người chơi được chia làm 2 phe, phe bóng tối và phe ánh sáng. Nhiệm vụ của 4 người chơi sẽ thảy xúc xắc và bước số bước tương ứng. Ai là người về đích đầu tiên sẽ nhận được phần thưởng là 1 triệu đồng. Ok, các bạn đã like video clip này chưa? Còn bây giờ thì xem video thôi. Người chơi sẽ là Dracula, Cương Thi, Pharaoh và đạo sĩ nha các bạn. Đạo sĩ cuối cùng hả? Trời ơi. Ok, bây giờ sẽ để Dracula quăng xúc xắc trước nha các bạn. Rồi. Quăng đi, quăng đi. 6. Trời ơi, trời ơi, vô xúc luôn. 5, 6, hiệu lực. Ủa là hiệu lực. Ủa được hiệu lực luôn kìa. Và hiệu lực của nó chính là tiến thêm một bước. Wow, sướng quá ta. Rồi. Ok, và bây giờ sẽ lĩnh lực của Cương Thi nha các bạn. Rồi, qua đây. Đồng đội đã lên bước thứ 7 rồi đó. Số 1 này. Số 1. Số 1. Số 6. Số 6. Trời ơi. Phe bóng tối tụi nó đi nhanh quá. Đi nhanh là thế nào cũng bị té à. 3, 4, 5, 6. Và okay. Hiệu lực ở đây thì cũng giống như đây đó, chính là tiến thêm một bước các bạn. Xem ơi. Thiệt ơi, chết rồi. Phe bóng tối tụi nó đi 7 bước rồi. Chập luôn, mình là ánh sáng, mình lúc nào cũng chiến thắng hết á. Xem ơi. Bây giờ anh phải đi làm sao cho 8 bước. 8 bước. Số mấy? Số 3. Số 3. Xem ơi. Coi chừng té nha, bạn ông ơi. Vẫn chắc chừng rồi đó. Ôi ôi. 3. Thử thách, thử thách đây. Đây, đây là thử thách của Pharaoh. Thử thách gì đây? Halloween là lễ hội được tổ chức vào ngày tháng năm nào? Là ngày 30 tháng 10 nha các bạn. Oh no! Sai các bạn ơi. Ngày Halloween nó chính là ngày 31 tháng 10. Hình phạt là gì vậy? Sai sẽ bị lùi một bước các bạn. Đúng rồi. Mình ở số 3, mình lùi một bước về số 2. Số 2 lại tiếp tục vô ô thử thách. Đúng rồi. Game bắt đầu khó dần rồi đó. Đừng nhục chí, đừng nhục chí. Xin chụp ảnh cùng với một người lạ. Nếu như không hoàn thành sẽ bị lùi 2 bước các bạn. Bây giờ mình phải đi kiếm một người lạ để chụp hình nha. Nhưng trước tiên phải đeo khẩu trang cái đã. Giờ mình đi kiếm một người lạ để xin chụp hình chung. Mà giờ này mặc cái bộ đồ cosplay này xin chụp hình khó lắm á. Các bạn ơi, mình kêu anh hàng xóm cho mình nhờ chụp hình giùm để nhờ chúng một gần đây. Thank you. Thank you một gần. Đây, trời ơi, đẹp chưa, đẹp chưa? Hoàn thành thử thách, vậy là tôi được tiến rồi đúng không? Ok bạn ơi, vậy là anh chú đã hoàn thành xong thử thách rồi, vậy anh chú sẽ tiến lên một bước các bạn. Lại vô vòng lặp thử thách luôn. Kể tên 5 tỉnh thành miền Tây. Nếu trả lời đúng tiến 2 bước, sai lùi 1 bước. Chỗ này quá dễ. Bến Tre, Cần Thơ, An Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang. Anh chú đã kể đúng 5 tỉnh thành của miền Tây nhớ bạn. Và bây giờ anh chú sẽ tiến lên 2 bước. Đây, 2 bước. Quá đơn giản. Cậu mới có 5 bước mà nè. Và bây giờ sẽ đến lượt của đạo sĩ nha các bạn. Đồng đội hãy đợi ta. Tiến 1 bước. Lại vào ô thử thách rồi các bạn ơi. Hãy đưa ta một cái thăm thử thách. Nhanh lên. Tao bóp đi. Ok. Cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây. Thử thách này là phân chia các viên kẹo sô-cô-la ra 3 màu khác nhau. Trong vòng 45 giây phải đủ 15 viên. Nếu hoàn thành sẽ tiến được một bước các bạn. Không hoàn thành bị gì, gì mà. Coi lại chưa hiểu lắm. Chia các viên kẹo sô-cô-la ra 3 màu khác nhau. Trong vòng 45 giây phải đủ 15 viên. Có nghĩa là 3 màu mỗi màu 5 viên. 3 màu, 3... ba ba màu mỗi màu 15 viên mỗi màu 5 viên cho vòng 45 giây. Ui dễ dễ dễ, nhanh lên nhanh lên. 45 giây hả? Đúng. Ok các bạn ơi, và bây giờ sẽ là thử thách của đạo sĩ các bạn. 2 3 bắt đầu. Xong cái vòng 13 giây đạo sĩ sẽ làm xong rồi các bạn. Chứ ba trò nhỏ như này sao mà tỉnh. Nên rút lại là 10 giây thôi các bạn ạ. 5 giây thôi. 5 giây thôi. Dạ dạ thế đâu. Ok, và đạo sĩ đã hoàn thành xong thử thách là được tiến một bước nha các bạn. Ừ. Tiến một bước là thử thách nữa. Bây giờ sẽ làm thử thách tiếp theo. Nãy giờ nó vô vòng lặp thử thách hoài luôn các bạn. Vô định, vô định. Ok, gì đây? Đi mua một món ăn cho bạn trò. Mặc nguyên trang phục này. Nếu như hoàn thành sẽ tiến được 2 bước. Không hoàn thành sẽ phải về điểm star. Không thể được, mình không muốn. Mình vòng lặp thử thách, đi mua luôn. Mua cho bạn trò một ly trà sữa ở Circle K.
Giờ mình chấp nhận thử thách nên mình sẽ đi mua một ổn đồ cho bạn chờ. Hình như là cái gì ta? Trà sữa các bạn. Dăm ba cái này làm sao khó được mình. Các bạn bao giờ thấy đạo sĩ thời xa xưa mà chạy xe gắn máy chưa? Đó, dán bùa đây. Mấy các bạn bán hàng ở Seo Pay sẽ phản ứng rất là tò mò các bạn. Dù là đạo sĩ ở thời nào đi chăng nữa vẫn phải đợi xếp hàng nha các bạn. Dù bạn có phép thần thông hay nữa. Do là quản lý trong Seo Pay không cho cái anh camera mình đi vô nên là chỉ có một mình mới có thể đi vô thôi. Nên là mọi người xem kỹ nha. Ok các bạn ơi, mình đã thực hiện xong thử thách rồi nha. Các bạn nhân viên nó rất là chuyên nghiệp nha các bạn. Không hề có một cái gì gọi là mắc cười với mình hết. Mặt cực kỳ lạnh luôn. Hơi sợ tí nhưng mà không sao, giờ mình đã thực hiện thử thách rồi. Đó, tiến thêm bước thôi các bạn. Đây rồi, rồi. Đây, đây, quá đơn giản. Dăm ba cái ly nước này mình đi mua cái một gì đâu. Sao, 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 ổn không? Có, gì các bạn. Và đạo sĩ được tiến thêm 2 bước các bạn. Ok. Hiểu lực gì, hiểu lực gì? Lực anh hả? Ok. Quay lại vạch xích khoát. Ai, ai tạo ra cái trò này? Mình cứ công đi mua trà sữa, lái xe các kiểu, vô xin người ta các kiểu. Giờ quay lại mình xuất phát, trông cậy vào pha ra ông đó. Trời ơi các bạn ơi, tự nhiên có ly trà sữa nó ngon gì đâu á. Ok, bây giờ sẽ đến lượt Dracula, qua xuất sắc luôn nha các bạn. Vô. Phải. Số 1 đại chiến. Số 2. Số. Ơi, số đi. Số 6. Đại chiến các bạn ơi. Không biết là đại chiến sẽ là cái gì đây. Xin mời Dracula. Rồi đâu, mở ra đại chiến thôi. Nhớ bố vui lễ chụp ảnh giúp. Có nghĩa là Ni sẽ phải chọn một trong hai người của đội bên kia và hai người cùng đi tìm những người lạ để chụp ảnh cho mình. Nếu như hoàn thành, Ni sẽ được tiến 2 bước các bạn. Mình sẽ chọn đạo sĩ à. Anh đạo sĩ đi theo em. Dracula này mà dám kêu tao đi, tao đang ở vạch xuất phát rồi. Bây giờ tao chụp được có được cái gì đâu. Chú chụp con tóc hình được không? Chú cứ dơ này, xong rồi cứ chụp cái là được. Các người tìm rồi. Dạ, cảm ơn chú. Rồi, cảm ơn chú nhiều. Xong rồi, giờ đến anh, đến đạo sĩ. Dracula làm được, không lẽ đạo sĩ không làm được các bạn? Dạ, ba cái này. Được. Làm cái một, đúng không? Khi nào người ta từ chối thì tìm người khác, không sao. Dạ anh ơi, tụi em đang quay cái video thử thách đó. Anh chứ em chụp một tấm hình được không? Được. Dạ, cảm ơn nhiều. Nè, 2-3 này. Dạ, vô. Rồi, em cảm ơn anh nhiều. À, cảm ơn mấy chú nha. Tụi mình đã thực hiện xong thử thách các bạn. Easy hả bên đi ha. Đúng rồi, easy. Ok các bạn ơi, bạn đi đã hoàn thành xong thử thách. Bạn người tiếp theo sẽ là Cương Tùy. Số 5, tiến 5 bước. Rồi, ở đây thì có một cái hiệu lực nha các bạn. Hiệu lực này là lùi 3 bước nha các bạn. Ok, xin mời lùi 3 bước. Ok các bạn ơi, và bây giờ sẽ đến được anh chuối nha các bạn. Đây, 2-3. Số 6. Sao? Thử thách, rồi xin mời thử thách. Ok các bạn ơi, thì đây sẽ là nói 5 lần liên tục cái câu mà vạch vách đúc bánh đúc trứng cút chồng ăn. Rồi, nhớ rồi. Vạch vách đúc bánh đúc trứng cút chồng ăn. Vạch vách đúc bánh đúc trứng cút chồng ăn. Vạch vách đúc bánh đúc trứng cút chồng ăn. Vạch vách đúc bánh đúc trứng cút chồng ăn. Vạch vách đúc bánh đúc trứng cút chồng ăn. Anh chú đã hoàn thành đúng thử thách và anh chú sẽ được đứng tại chỗ và không bị lùi bước này các bạn. Và bây giờ sẽ tiếp tục đến đạo sĩ. Đạo sĩ còn tiếp theo xa đằng kia kìa. Sao phải lâu thế nhờ. Ủa sao? Lột gì đây các bạn ơi. Ủa. Tiến lên một bước nha các bạn. Đây rồi. Cuối cùng đến với anh em rồi. Thời của đạo sĩ tới rồi bạn, được đi rồi. Bây giờ sẽ đến lượt của Dracula. Xin mời Dracula.
sao ông Phan ông sáu sáu một nè hai nè ba nè đâu tới chỗ hùng ba cậu chuối là lấy cái cây đẩy chấm chấm đại chiến sáu sáu rồi ok bây giờ sẽ tới lượt của Cương Thi. Dùng miệng thổi bóng để xếp 5 cái cốc thành một tháp. Người hoàn thành trước là người chiến thắng. Thắng sẽ được tiến 2 bước, thua là lùi 1 bước. Có thử thách nào thua cái gì về và xuất phát không? Xuôi rồi. Ok và bây giờ thì sẽ chọn một người để đấu với mình thôi. Trời ơi. Vô. Chấp nhận thương đó. Yeah. Các bạn ơi thì hồi nãy cái luật của mình nó là xếp chồng lên thành cái tháp, nhưng mà ở đây ngoài sân của mình thì hiện tại mình thấy là đang rất là gió luôn, nên là mình sẽ đổi luật một chút, đó là lấy ly từ đầu bên kia sẽ di chuyển về đầu bên đây. Nếu như ai di chuyển 5 ly về đầu tiên thì nó sẽ giành chiến thắng. Đây quả bóng này mọi người nơi, chuẩn bị nha. Em thấy rồi đúng không? Ôi gớm quá. Ok bạn ơi, và người chiến thắng chính là Bôi các bạn. Wow. Và anh chú là người thua, anh chú vẫn đang còn cầm cụi rồi. Đó, bữa đang không hiểu sao mà chỉ có mỗi mà thổ không bóng mà chạy lên đây thôi mà lâu dễ sợ luôn. Và chú sẽ bị lùi 1 bước, còn Bôi sẽ tiến 2 bước các bạn. Let's go. Ok các bạn ơi, và bây giờ chú sẽ phải lùi 1 bước các bạn. Lùi 1 bước vô hiệu lực. Hiệu lực gì đây? Hiệu lực gì đây? Được tặng một món ăn. Ok. Quá xuống luôn. Món ăn của tôi. Wow. Trời ơi, dĩa bánh gì mà đen đen. Đây là đồ ăn của anh. Giống đồ ăn của bé gấu á mấy bạn. Cục đen đen thui thui. Rất là ngon. Snack chocolate nha mấy bạn. Ok, giờ tới lượt của ông Bon. Ok các bạn ơi, và tới lượt của Bon tiến 2 bước nha các bạn. Hai bước gì gì các bạn. Bon vô thử thách các bạn. Nhưng mà Bon bóc. Nóng á, nóng á. Bam. Rồi. Cái thử thách của Bon là tạo kiểu và làm thành bức tượng đứng giữa đuôi cho Bon nằm. Đây rồi, đây rồi. Sức mạnh anh mình tới rồi. Nếu không hoàn thành sẽ bị lùi 2 bước nha. Tạo một bức tượng đó mà đặc trưng của Cương Thi đi. Khoan, ai là người chị Cương Thi các bạn? Cương nhiên là đạo sĩ rồi. Đi ra. Ok các bạn ơi, và bây giờ sẽ là 5 phút của Bon để Bon tạo kiểu với bạn. Mày. Ủa, tôi tất nhiên mày. Liền. Không, ra đây nè. Đó. Các bạn ơi, vậy là Bôn đã hoàn thành thử thách và Bôn sẽ không bị lùi nha các bạn. Mời Bôn về chỗ cũ. Các bạn ơi, và bây giờ sẽ đến lượt của Pha Long nha các bạn. Ôi, cho hỏi cái cây trượng đâu mà sao đứng trên nổi đây vậy? Cây trượng hả? Cây trượng đây. Ghê chưa? Yeah. Rồi, mấy bước ơi. Hai bước. Hai bước nha các bạn. Lên lên. Một. Hai. Wow, chú lên hiệu lực các bạn ơi. Để xem thử là hiệu lực này là cái gì nha. Thôi khỏi luôn đi. Cái hiệu lực này là lùi ba bước đúng không? Đúng xui luôn á bạn. Cái game đúng chán luôn. Lùi hoài, lùi hoài. Ok, bây giờ mình thấy là cái phe ánh sáng này bị yếu thế hơn cái phe bóng tối của bạn. Và hai người này vẫn đứng ở đây, nếu mà dậm chân tại chỗ vậy á. Còn phe bóng tối người ta đã họ đi tút tụt đến kia rồi. Để xem thử là khiết có lật lại được tình thế không nha. À, Phượng hay coi phim không? Thường thường á, những người phe ánh sáng á, tới cuối phim người ta mới lật lại đúng không Pha Đào? Đúng rồi, tới cuối phim mới chiến thắng được. Mới tạo độ kịch tính cho phim mới hay chứ. Được rồi. 5 phút nha các bạn. Rồi ok xin rồi. 1 2 3 Cho mình những người xe ánh sáng á, tới cuối phim người ta mới lật lại đúng không Pha Đào? Tới cuối phim mới chiến thắng được. Mới tạo độ kịch tính cho phim mới hay chứ. Cái ô này là mình có thể đòi đoàn tụ với Pha Đào. Nó được đoàn tụ rồi các bạn, nó được về chung nhà rồi nha. Số phận đã ăn bài rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua
Dracula. Còn hai nút nữa thôi là Dracula và team bom tối sẽ về đích nha các bạn. Rồi, thử thách của em. Rồi, giờ. Ok các bạn ơi, và thử thách của Ni là nói liên tục 5 lần không vấp cái câu một thằng lùn nhảy vô lùm lượm cái chung lũng. Rồi giờ. Nhất nha. Đọc 5 lần nha. Một thằng lùn nhảy vô lùm. Rồi sai, lùi. Lùi một bước các bạn. Các bạn ơi, lùi một bước là về đài chiến các bạn. Coi thử là em sẽ lựa ai đem cái đấu. Rồi lựa đi. Đây các bạn ơi, thì đây là cục đại chiến của Ni các bạn. Cả hai phải đứng bằng một chân và đặt trên đầu ba cuốn sách. Người nào làm rớt trước thì người đó thua cuộc. Và thắng sẽ tiến một bước và thua thì lùi ba bước. Ni sẽ chọn ai để cùng đại chiến với mình? Đạo sĩ! Lửa! Đạo sĩ đáng lẽ phải diệt trừ thằng Cương Thi. Tại sao lại diệt trừ Dracula hoài vậy? Ơ các bạn ơi, và bây giờ sẽ là cuộc đại chiến giữa Dracula và đạo sĩ các bạn. Một, hai, ba, bắt đầu! Cổ lên nha Khiết. Thôi nhờ phát ông lên chọc cười cái thằng trên kia đi. Đừng. Thằng này làm em sẽ bắt cười quá. Tiêu chích cấp thảm nó nghiêng quá. Ai biết em có gì lên thảm chứ. Đó, rồi. Các bạn ơi, là Ni đã thua cuộc nha các bạn. Và Ni sẽ bị lùi ba bước. Khiết là người chiến thắng và Khiết được tiến một bước nha các bạn. Và ở đây Khiết có một hiệu lực nha các bạn. Ok, để xem là gì. Các bạn ơi, có hiệu lực đợt này của Khiết vẫn là ăn một món ăn từ quảng trời các bạn. Và bây giờ mình sẽ biến ra cho Khiết. Wow, vị chanh giấy. Kem này là được mua từ tương lai. Mua từ tương lai? Đúng, về hiện tại. Nhưng mà nhìn nó, ôi nó bể rồi, kem nó bể tại rồi. Tại vì mua ở xa quá, nên là nó bị bể. Ship về hơi chảy em, nhưng mà ăn thử. Còn rất tuyệt vời nha. Còn rất tuyệt vời. Ok, và bây giờ sẽ đến lượt của Cương Thi nha các bạn. Rồi. Qua đi. Các bạn tin nhà số 4 không? Tôi thấy cái này là không thấy nhà số 4 rồi đó. Số 3. Ok. Và đây có là... Rồi, lại đại chiến nữa. Rồi, tìm đi. Trời ơi. Lá bùa giữa khó nhìn quá. Đâu vậy? À, ông đi. Trời ơi, dễ quá vậy. Ảnh thù xì, nếu mà thắng thì tiến một bước và thua thì lùi một bước. Ok, và bây giờ Boy sẽ chọn một trong hai người đội team ánh sáng để quyết đấu. Chuối. Anh Chuối. Ok. Và bây giờ Boy với lại anh Chuối sẽ quyết đấu cho ai là người thắng và thua nha các bạn. Một lần nhất nha. Một, hai, ba. Ở trang giang mày, quay quảnh tay này mày ra tay kia. Rồi, thắng rồi. Ok các bạn ơi, và Boy là người chiến thắng và Boy sẽ được tiến một bước và chứ phải lùi một bước các bạn. Anh Chuối bị lùi một bước. Lùi đi anh. Đúng xùi. Rồi bây giờ sẽ đến lượt của anh quay luôn nha. 1, 2, 3. Xuống. Xuống 6. 6. Bây giờ sẽ đến lượt của đạo sĩ nha. Xuống 6. Hơi hên nha. Rồi xin mời. Hiệu lực gì đây? Rồi hiệu lực gì? Thế một lượt nữa. Thấy rồi, thằng Dracula, thằng Dracula đâu? Tới rồi. Số 1. Số 1 là vô hồn bơi các bạn. Đi vô. Ok các bạn ơi, giờ sẽ đến lượt của Ni nha các bạn. Thấu là thắng luôn. Ni hoàng sơ sáu thiệt luôn các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 giờ sai rồi. Tiếng nó sáng gà quá đây. Ok các bạn ơi, bạn Ni là người chiến thắng. Yeah. Bạn Ni nhận được phần thưởng là 1 triệu đồng. Mẹ bố là đồng đội của mình cho chia. Yeah. Chia luôn. Tình ra đây. Tình anh em thân nhất nha các bạn. Chia luôn cho đồng đội của mình. Lắp tỏi này. Và các bạn thích clip này thì nhớ để lại comment phía dưới tụi mình biết. Và like, share và subscribe tụi mình nữa. Còn bây giờ thì bye bye.